Thời gian qua tại một số địa bàn Hà Nội, giá đất tăng từ 10 đến 30%, thậm chí có nơi tăng đến hơn 50% so với vài tháng trước đó. Theo một số chuyên gia về bất động sản, việc tăng giá đất một phần do chiêu trò của các trung tâm môi giới bất động sản thổi thông tin về quy hoạch vào các khu vực đất để thu hút các nhà đầu tư. Một khu dân cư thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, bất kể thời điểm nào cũng tấp nập người từ nơi khác đến để xem đất, hỏi mua đất. Có người chỉ đến xem cho biết, song cũng có người tìm đến với mục đích đầu tư, lướt sóng kiếm lời. Họ đến đây theo thông tin giới thiệu của trung tâm môi giới trên mạng xã hội. Nhờ các chiêu bài giới thiệu quảng bá của những người môi giới đất, giá đất ở nhiều vùng quê của Hà Nội đã tăng chóng mặt. Đơn cử như tại thôn Đồi Sen, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, trong ngõ ô tô đi lại được, năm 2020 giá chỉ vài triệu đồng một mét vuông, thì nay đã được cò mồi đẩy tới lên 15 đến 20 triệu đồng một mét vuông. Hay như tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì, giá đất đã bị đẩy lên cao rất nhiều lần so với giá thực tế. Nhiều nhà đầu tư còn mua đất bằng mọi giá, bất chấp tính pháp lý của lô đất đặt mua. Thực tế cho thấy khi giá đất lên cao cũng ảnh hưởng tới việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và hệ lụy của việc mua bán đất chui với giấy tờ viết tay, mua bán đất nông nghiệp, đất rừng sẽ dẫn tới vi phạm pháp luật, tranh chấp, khiếu kiện, dẫn tới chính quyền địa phương phải dành nhiều thời gian giải quyết. Do vậy, để tránh hậu quả của sốt đất, trước mắt mỗi địa phương cần làm lúc này chính là tuyên truyền, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.